Amiăng là chất thường được dùng để sản xuất các tấm lợp fibro xi măng ở Việt Nam. Chất này hiện đã bị cấm sử dụng ở nhiều nước do có khả năng gây ung thư phổi và buồng trứng. Ngoài ra, nếu bình làm bằng inox kém chất lượng thì hoàn toàn có thể gây phản ứng hóa học khi tiếp xúc với các loại trà và nước trái cây. Do giá thành rẻ, hiệu quả sử dụng lâu nên bình giữ nhiệt đang được nhiều người tiêu dùng trong nước chọn lựa. Tuy nhiên thì đây không phải là lần đầu tiên những thông tin về việc các sản phẩm bình giữ nhiệt có khả năng giết dần giết mòn người sử dụng. Nó đã từng được nhiều quốc gia thu hồi và cảnh báo. Italia là quốc gia đi đầu trong việc cho thu hồi hàng loạt bình nước cách nhiệt có nguồn gốc từ Trung Quốc mang nhãn hiệu Catini thuộc danh mục đồ nhà bếp được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế liệt kê. Lý do là bởi loại bình nước cách nhiệt này có chứa một loại hóa chất rất nguy hại cho người sử dụng. Và sau khi điều tra, các nhà nghiên cứu đã phát hiện sợi amiăng trong lớp thủy tinh cách nhiệt trong bình. Cơ quan chức năng bảo vệ người tiêu dùng tại Đức đã tiến hành thu hồi sản phẩm bình giữ nhiệt cũng từ Trung Quốc. Mẫu sản phẩm bị thu hồi là loại bình giữ nhiệt có vỏ nhựa màu cam, có tay sách, thể tích 1,4 lít, mang tên Foodra. Ngay lập tức, thông tin amiăng trong bình giữ nhiệt bị thu hồi từ Đức đã lan truyền ra nhiều quốc gia trong khối Liên minh châu Âu. Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng EU đã phát đi cảnh báo theo danh sách các sản phẩm bị thu hồi Ratpec đối với nhiều mẫu mã hay các dòng sản phẩm liên quan đến bình giữ nhiệt từ Trung Quốc do lo ngại chất gây ung thư nguy hại đến sức khỏe người dân. Những bình nước giữ nhiệt có nắp, vỏ bên ngoài bằng nhựa, bên trong có ruột thủy tinh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cho biết khoảng trống giữa vỏ bình và ruột bình có chứa sợi amiăng.